Anh chụp chế độ nhiều tấm á, giữ chụp như đừng có lật ra đường tấm. Tôi quay không à? Quay như vậy dễ hơn chứ còn không có hình. Quay thì nó coi nó đã không chụp hình. Hay quá. Thấy không? Quay á xong rồi đưa lên YouTube để cho bà nội coi. Bà nội coi đỡ nhớ cháu. Hồi chia phe đá banh đi dễ hơn á, chứ đá qua đá lại hoài không đã đâu. Chụp hàng loạt cái gì? Đó, anh chụp về nó mới ra được mấy tấm đẹp. Chọn cái đồ chụp hàng loạt. Giữ tay thôi. Đừng thả ra. Cả 11 tấm liền. Đá dở, ông này cũng đá dở, ông làm màu lắm. Khoan. Rồi chuẩn bị đá. 1, 2, 3. Trời, 25 tấm là kỹ vậy. Chụp cái nào lựa tấm cho nó đẹp đi. Đừng tới bon rồi. Quăng qua đào đá quá. Nè Liêm nè, thấy không? Chụp cũng y chang như trong báo người ta chụp cái khác gì đâu. Mình lựa. À, chụp zoom xa quá nó nổ hình. Cái máy này nó có chế độ chụp thể thao nè. Chụp hàng loạt thể thao luôn. Ồ, thú bông hay quá. Cái đầu tiên mới làm cái này xuống.
Yeah.